Em cũng mấy ní rồi nhúng nước không? Thôi rồi, bây giờ tôi nhúng con cọp. À, thấy không? Bây giờ là phải mình phải chơi trend mới là con cọp với mấy ní. Thấy không? Nước giờ không ăn thua nè. Thấy không? Nhúng con cọp. Đây. À, đây. Cọp. À, mấy ní thấy chưa? Nhúng bây giờ là phải nhúng con cọp. À, ông ra test thử cho mấy ní coi luôn. Ngon lành chưa? À, nhét bắn con vít vô. Unica đồ đàng hoàng cho mấy nấy. Siêu cứng chắc. À, muốn bắn luôn, mạnh luôn, cứng luôn. Trùm cứng luôn, rồi gãy vít luôn. Anh thấy không? Tức là bê tông mà. Thấy không? Gãy con vít luôn rồi nè. Đó, bê tông đó. Thấy không? Đó. Em bây giờ là nhúng nước xưa rồi, nhúng bia. À. Thấy chưa? Du bay mới về nè. Đó, máy bắn vít du bay. Thấy không? 16V8, 150 niu nha anh em. Thấy không? Hai bên một sạc. Anh em thấy cái trend mới của mình độc lạ Bình Dương không? Ba số điện tử. Thấy không? Thấy cái đó là cái trend mới nha anh chị em, nhúng con cọp vô mà nó vẫn chạy được. Và bây giờ đi test tiếp thì bữa nay nó về nhiều mẫu lắm, test cho anh chị mình coi máy khoan rồi máy bắn vít hệ mới rồi kiểu. Rồi xong mình khui nó ra. Sau khi nhúng con cọp nó sẽ như thế nào? Giờ đi test nè. Cái này là số nhỏ, tốc độ rất là mượt nè. Đó. Mượt mà luôn thấy không? Số nhỏ thôi. Ok. Chuyển qua số 2 mình có thể bắn xà gồ được rồi. Cái này chuyển qua số 3 mình bắn những vít lớn. Ok luôn ha. Này mình khoét gỗ mũi lớn luôn. Quá ok luôn ha. Sắt vê dày cỡ này dứt luôn coi sao nha. Quá ngọt luôn ha, vê dày dứt quá ngọt. Ok. Khoan test luôn trên men luôn. Ấy da, cái hay lỗ nó lủng luôn. Nói chung là trên men là ok luôn á anh chị. Còn đành, hoàn toàn được nha. Shipper. Ship được. Thử. Coi nó ra không. Ê, chơi dữ không. Hên là nhà ông chở đồ cho mình, ngon không chửi. Ô ra nhẹ nhàng luôn nha ní. Đó. Thôi gọi đi đi. Gọi đi đi. Lâu lắm không sửa xe đúng không? Cứng hơn cái cũ luôn rồi đó nha, cứng hơn cũ rồi. Cảm ơn nghe sư phụ. Cảm ơn ông shipper. Rồi đó, cái này vẫn mở xe được nhỏ nhỏ anh chị vô tư á, 19 trở lại. Ok, anh chị thấy đó, máy mà test mà nhúng bia luôn là cái này là khuyến khích không có làm theo nha anh chị. Đây thì cái mẫu mới của bên Dubai nó mới về thì anh chị mình thấy những mẫu nè, toàn là những cái hệ 16V8 mới về, nhưng mà anh chị mình nhìn kỹ về cái độ sắc nét á, đẹp và hồn nhiên, mở ra cho anh chị coi từng mẫu luôn. Cái trước tiên IP16W150B, có nghĩa là này 16V, nó xài đầu thông dụng ha. À, tốc độ của nó là 3200, tốc độ của con này cũng khá lớn. Lực của nó là 150 niu thì nguyên hộp nguyên thùng nó sẽ đi theo như thế này. Mẫu nào nó cũng vậy. Nó sẽ đi theo nguyên thùng vậy. Đầu tiên nó sẽ có phiếu bảo hành tới 1 năm và một cái catalog hướng dẫn trong này. Ở đây thì anh chị mình sẽ thấy ở trên này á, nó đi theo á là một cái máy như vậy, cục pin về và cục pin về là đây cục sạc đế. Anh chị mình thấy cục sạc đế nó làm có chuẩn mực ha. Đó, rồi. Ở đây thì anh chị mình thấy cái bộ này giá là 1.545.000. Về tất cả những cái thông số kỹ thuật thì trên này nó nói gì?
cái con này 16V thì nó xài từ M4 tới M12. Đó, này là nó nói về con chuyên giúp nha anh chị. Và tốc độ của nó ở số 1 là 1500, 3003 và 3008 là lực đập. Đó, này là lực đập nha anh chị, lực đập nhịp búa gõ đấy. Còn tốc độ nó mới là 1200 nè, 2004 và 3002 là maximum là trên này, nó chỉnh lực điện tử đây anh chị. Đây, anh chị thấy à, cò mượt nào bấm nhẹ, chậm, bấm mạnh, mạnh. Rồi, nhấn lên đây số 2. Đó, maximum là 3002 nè. À, đây. Thấy không? Rồi, trong này nó nói gì anh chị? Nếu mà máy chạy không tải, chạy không 46 phút. À, nó nói về những con vít gì nó bắn được. Nó này anh chị mình về tự dịch ha. Bên này à, nói quá trời luôn. Xài những con vít dài, vít lớn, vít nhỏ gì, bù lon 6 x 50 là 129 con nè. Đó, nó nói vậy. Để mở những cái đồ nhỏ đồ á thì pin của nó là 2 pin 2A. Đó, ra vô dày. Ở đây. Rồi nó đi theo máy nó sẽ cho anh chị cái này nè. Cái này mới quan trọng nè. Cái này anh chị mình để làm gì ha? Ở đây là cục hít này là để anh chị mình hít khi mà anh chị mình xài những cái đầu vít, nhét vô đầu vít là biết rồi ha. Rồi nó cho hai cái cục như vậy, trong này một cục đây một cục. Nó cho hai cái cục như vậy thì nhiều anh chị hỏi để làm cái gì? Đó thì anh chị mình chú ý nè. Tại vì thằng này á bình thường nó xài chuẩn dài. Anh chị mình thấy bình thường đây là nó xài chuẩn dài nè. Đúng không? Là vô là ok nè ha. Đó coi như là nó không bị thụt vô. Tại vì bi, tại vì nếu anh chị xài chuẩn ngắn á mà vô á là nó bị thụt cái đầu vô trong là nó dễ bị kẹt bi đúng không? À, hoặc là chuẩn dài á thì nó khác là chỗ này. Nếu mà nhiều cái anh chị mình không có cái này nè, chứ xài chuẩn dài chuẩn ngắn á, anh chị mình không có cục này á là đôi khi anh chị mình xài vậy nè. Nhét này vô. Cái này nó bị thụt vô trong nè anh chị, khi anh chị đè mạnh lại bị dính viên bi trên đầu đúng không? Còn thằng này là không có nè, nó cho thằng này nè. Anh chị nếu xài chuẩn dài nha, xài chuẩn ngắn nè, là anh chị về nhét này vô. Đó, nhét này vô nó thụt xuống dưới nằm dưới luôn. Rồi, khi đó là anh chị mình chỉ xài chuẩn ngắn thôi. Đây, là nó không đè cỡ nào đè chứ nó không có thụt cái đầu vô anh chị, không thụt đầu vô và nó không bị kẹt bi. Đây là cái chỗ rất là ok nè. Nhiều cái anh chị vừa xài chuẩn dài chuẩn ngắn nó sẽ dễ bị kẹt bi nha. Còn khi mà xài bỏ cục này vô xài chuẩn dài không có được nha anh chị, không có kẹp vô được nè. Còn khi anh chị muốn xài như vậy á thì anh chị mình nè kéo đầu bi lên là nó rớt ra. Đó, mình bỏ vô cục hết đây cho nó hết lại giữ lại anh chị. Ok. Đó. 1.545.000 về cái chuẩn bên ngoài là anh chị mình nhìn toàn diện bên ngoài nó vậy ha. Rút led motor độ sắc sảo ha. Đó, hai pin một sạc đèn sáng nè ha. Đó, ok. Còn bên trong nó sẽ như thế nào? Đây, cho anh chị mình coi bên trong. Đây là ở bên trong. Cái nắp đuôi ở đây. À, ở chỗ này nó có hai cái bát. Anh chị muốn tháo ra vệ sinh đồ mà nhớ rút hai cái bát này ra. Mấy cái này luôn luôn nó có cái bát kẹp này để giữ cái vỏ. Rồi, ở phía sau là cái nắp của nó tháo ra như vậy. Phía trước là như thế này. Đây, anh chị mình thấy nè. Mới vệ sinh lại nè. Đây, còn mùi bia. Nó còn mùi bia luôn anh chị ơi. Đó, anh chị mình thấy nè. Đó, thì ở trong này bo mạch nó tại sao mà hồng nhiên đem nhúng bia được là tức là nó đổ khằng ở đây, đổ keo lại hết nè anh chị. Đó, còn mấy dây nè chắc chắn nó đổ keo lại hết rồi. Đó, những cái dây ba pha nè đổ keo lại bít đầu lại hết rồi nè. Rồi thì mấy cái này tẩm keo hết rồi, cục vô to nó đây. Đó, ok nè, nó làm cũng chỉnh chu anh chị, rất là gọn gàng luôn ha. Dây nhỏ đồ làm nè anh chị mình thấy là nhìn thấy không, đổ keo mặt trước, đổ keo mặt sau, đèn led. Đó, về bên ngoài ở đây là anh chị mình thấy ok rồi đấy. Còn ở đây là cái đầu nè, cái đầu nè anh chị mình nhìn cái độ hoàn thiện nó ha, sắc sảo đúng không? Đó, ok. Rồi, à, bung cái trong này ra cho anh chị mình coi. Đây, thằng này nó khác một tí xíu với lại cái thằng bù lon là ở chỗ nào. Thằng này anh chị mình thấy búa nó là búa lòi nè. Thấy không? Con chuyên vít búa lòi nè. Đó, với lại cái cục này mình nhìn thấy nó cũng nhỏ hơn so với lại khi mà hồng nhiên mở ra ăn bù lon. Hai cái nhìn nó giống giống nhau anh chị. Thấy không? Còn này anh chị mình thấy cục búa nó lớn nè. Chính vì lý do đó là với lại thằng này là búa âm nữa. Đó, làm bố âm nữa, chính vì lý do này mà thằng bù lon luôn luôn mạnh hơn. Đó, anh chị mình thấy giữa con bù lon với con vít không? Đó, nãy làm bố lòi, nãy làm bố âm nè. Đó, cục bố này nó bự hơn. Cho nên là anh chị mình thấy thằng bù lon giá nó cũng vậy nha. Đây, ở đây nó ra bù lon này, cho đây anh chị. Ha, bù lon. Bù lon này là W280 ha, cũng là IP16 ha, hệ 16V8 nè. Thì này tốc độ nó lại thấp hơn con chuyên vít nha anh chị. Tốc độ này mát tốc nó chỉ có 2.400 dòng thôi. Và nhịp búa của nó này là cũng 4.000, giống như kia nhịp đập 4.000. Này nó có 3 cấp tốc độ, 100 N, 200 N và 280 N. Đây, anh chị đây nè, nó chỉnh tổng y chang vậy ha. Mượt, êm máy. Đó, ok, lên số 2. Rồi lên số 3, đó, mát tốc. Đó, anh chị thấy bên ngoài nó cũng vậy, giá giống nhau luôn. Nhưng mà lực của con này mạnh hơn, do nó khác biệt này. Nó khác biệt cái này anh chị, với lại khác biệt này tốc chậm, thằng kia tốc lẹ. Đó, ok, nó khác biệt nhau như vậy. Thì giá nó sẽ giống nhau. Tùy anh chị mình xài cái nhu cầu của mình là cái này thì ok anh chị mình xài cái mẫu này. Lần sau Hồng Duyên sẽ test về lực con này cho anh chị mình coi ha.
đó. Ok, giá giống nhau ha, 1.545.000 y chang nhau. Về bù lon hai con này là đầu, nó đầu đặt anh chị, mấy Dubai này làm đầu đặt rồi. Ở đây thì anh chị mình thấy có một cái khoang cũng y chang vậy, ban này sử dụng chân pin giống nhau nha. Đây anh chị mình thấy nè, khoang nè đó. Cái mẫu này anh chị mình thấy là cũng IP16D10A đó. Tốc của nó, tốc số 1 là 450 và tốc số 2 mát tốc là 2000 đó. Lực của nó là 50 N, đầu kẹp của nó là 10 mm. Đây anh chị ba chức năng nha. Đây, lần sau Hồng Duyên sẽ test những con máy này cho anh chị mình coi ha. Test vậy được rồi, đâu cần ngâm bia nữa đâu đúng không? À, này bơi tông nè, ủa anh chị em thấy không? Đó, mượt mà êm ái, ok. Đó, tốc chậm của nó đây, bật xuống. Anh chị em thấy nè, đang chạy nhưng mà bật rất đơn giản luôn, ha, không có kêu lớn ha. Đó, ok, chuẩn mực anh chị. Đó, và con khoan này nó rẻ hơn nha, 1.445.000 anh chị. Đó là ba cái hệ sinh thái, là ba máy, con vít, con bù lon và con khoan 10 mm ba chức năng nha. Đó thì giá nó như vậy, trên lệch nhau đâu có khoảng 100.000. Rồi nó về một cái mẫu nữa là một con chuyên vít. Hôm nay là Dubai nó chưa có về chuyên vít anh chị. Để đây anh chị thấy Dubai nó về chuyên vít này, 230 N, nhưng mà bây giờ nó cũng thùng bọng đầy đủ, một máy hai pin một sạc là 2.080.000. À, nguyên bộ luôn, 2.080.000 nguyên bộ. Đó, 230 N ha. Còn mấy này là anh chị mình biết hôm nay con này là quá hot rồi. Con 160 N này anh chị mình biết lúc nào khách hàng cũng tìm mua con này. Rút lỗi, những anh chị mà rút lỗi đó, Hồng Duyên test con này đủ các kiểu hết là anh chị mình biết rồi ha. Đó, 1.985.000 là cái thân. Ha, là cái thân như thế này. Một máy một pin một sạc là nó nhiều 2.895.000. Hoặc là 3.635.000 là một bộ hai pin một sạc, pin 4A anh chị ha. Bảo hành tất tật là 1 năm. Rồi máy mài này là 1.080.000 cho cái thân anh chị. Đó, đại cái là hôm nay Hồng Duyên giới thiệu cho anh chị cái mẫu này là chuyên dích 16V8 cái hệ mới của Dubai. Thì anh chị mình chắc chắn là đã xài Dubai rất nhiều. Trước tiên là trước kia là phiên bản hàng nội địa của Trung ha. Còn bây giờ nó về là phiên bản quốc tế thì nó có chữ IUB này luôn, Dubai ha. Còn cái kia là cái tiếng đó là tiếng Trung luôn anh chị. Đó thì hai cái phiên bản khác nhau. Thằng này ở đây nhiều anh chị nói là không biết là nó sẽ có phụ tùng sau này thay thế hay không. Công ty của nó nằm quận 6 đây, trụ sở nằm quận 6 đây, nên là nó sẽ có phụ tùng thay thế đầy đủ anh chị, yên tâm. Đó, bảo hành 1 năm. Đặc biệt là cái pin này đang được nhiều người hướng tới mua về sử dụng, là lý do là nó có cái công nghệ bảo vệ quá tải nè, công nghệ bảo vệ nguồn, chống sụp nguồn. Khi mà anh chị để quá lâu, anh chị để 1 năm mà lỡ mà nó bị sụp nguồn là nó đổi cho anh chị pin mới. Đó, bảo hành như vậy tức là 1 năm không bị sụp nguồn, khi anh chị không sạc luôn. Đó, để anh chị mình thấy không, đây là những cái chức năng mới và một cái hệ máy pin mới ở trên thị trường hiện tại là đang nổi trội về chất lượng, cũng như là giá thành nó cũng chưa phải là cao, không phải là, cũng không phải là quá bèo anh chị. Nó phù hợp với từng cái nhu cầu của cái nhu cầu sử dụng của mỗi người thôi, thì anh chị chọn như thế nào. Nếu anh chị chọn sản phẩm này, liên hệ Hồng Duyên qua những số hotline bên trên. Nếu anh chị có ý kiến như thế nào về cái chương trình hôm nay, ngâm nhúng bia gì đó, thấy nó làm sao, nếu mà không được loại bỏ anh chị đừng làm theo là được rồi, chỉ test thử cho vui thôi nha anh chị. Đó, nhưng mà chủ yếu là test các chức năng của con máy là cho anh chị coi rất là rõ ràng ha. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều. Hồng Duyên xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.